em phải đây tụi mày sẽ thêm một thứ đó. Anh mày giữ giùm tao đi. Vũ Ngọc Anh nó kêu xử giùm á. Thử xong hả? Xíu quay clip xong tao đưa nó. Hôm nay tụi mày sẽ thử thách anh em. Bịt mắt cắt coi chúng đồ vật không? Ba tới nè. Bịt mắt đưa đồ vật mà cắt được á được một điểm. Để tao chơi trước. Đúng rồi anh em, quá cao cả. Mấy thằng hy sinh chơi trước á luôn gặp những điều may mắn. Rồi bây giờ cầm kéo đi Ngọc Anh. Nè, rồi bây giờ cầm cái kéo đi Ngọc Anh. Còn một xíu đưa đồ vật cắt. Nè kéo nè, kéo nè. Kéo nè ông nội. Rồi đó mày cắt cái nãy mày mới gờ chúng á. Ôi, giỡn thôi. Giờ đưa đồ vật cho Ngọc Anh cắt nha anh em. Đứa gì vậy? Để xíu nha. Có chứ mày. Để đi kiếm mày ơi. Này cắt được không ta? Này nó hối quá anh em, làm tôi khói quá. Anh đi. Bịt mắt nãy giờ. Rồi có rồi. Rồi cắt đi, cắt mà đứt á là được nha. Quá, wow, này hay quá nè, bịt mắt mà cắt được luôn. Rồi. Quá giỏi luôn anh em, đúng là người chơi đầu tiên luôn được may mắn nha. Rồi, vậy là Ngọc Anh được một điểm rồi đó. Yeah, tao được điểm đầu tiên rồi. Ngọc Anh dẫn đầu á anh em, quá giỏi luôn. Cái tay nghe này giống cái tay nghe của tao kìa. Không, cái tay nghe của mày mà. Ủa nãy tao bỏ túi mà. Thì nãy á tao, không. Nãy anh tao á, nó móc gã đưa tao. Không, đâu phải tao lấy tivi nó sợ á. Tao biết mày mà, mày đừng có mua quan giá hoài cho nó. Mày sợ, để tao đập lại cái đồ gì của mày. Oh my god. Ôi, trời ơi, ủa lấy tivi. Ủa sao này quen. Của tao mà. Coi chứ có bị gì đâu. Đập xuống cái à, hàng chất lượng cao. Có bị sao không lấy tivi? Không, nó bị nứt có đường nhỏ xíu à. Màn hình dựng lên sáng đèn. Tao còn lướt web đây nè, đèn con Facebook nè, like nè. Không sao đó, có đường nhỏ à. Đỡ mày coi đi. Chuyến này đầu tư quá anh em. Vậy mày phải đền tao cái tay ngay khác. Chuyến này khổ quá anh em. Sao tao phải đền? Thằng nào đưa tao cắt thằng đó mày đền. À anh em đúng rồi, nãy gặp anh bịt mắt. Tôi đưa tay ngay cho anh, gặp anh cắt. Đúng rồi, tôi đưa tôi đền. Có cái điện thoại thì sao? Điện thoại nào đưa? Tao đâu đưa, tao đâu đền. Thằng nào đưa? Thì nãy tao sửa xong tao đưa cho. Thì mày đưa thì mày đền. Không phải, ý là tao sửa xong cái điện thoại tao đưa. Thì mày đưa thì mày đền chứ còn gì nữa. Đúng rồi, nãy tao đưa tao nghe cho nó cắt, tao đền tao nghe. Mày đưa điện thoại tao, mày đền chứ. Tao sửa điện thoại giùm mày. Mày chưa cảm ơn tao, mày còn bắt tao đền làm sao. Điện thoại tao hư, tao nhờ mày đi sửa. Sửa xong nó hết hư, rồi đưa cho tao. Đúng không? Ừ, tao có trách nhiệm phải sửa cho mày chứ. Đúng rồi. Rồi mày đi sửa chưa? Rồi. Vậy mày đi sửa xong rồi đúng không? Ừ. Đưa tao. Nè. Nhưng mà nó còn hư. Trách nhiệm. Tao nhờ mày đi sửa, hết hư đưa cho tao. Nhưng mà nó còn hư. Ha, còn hư. Đúng rồi mày ơi, nó nhờ mày đi sửa. Để hết hư đưa lại cho nó. Mà bây giờ mày đưa lại cho nó mà nó hư. Tính ra mày đền, lỗi mày á. Hả? Mua xong rồi nè Ngọc Anh, đeo đi. Cảm ơn mày nha. Đưa mình đi sửa. Sửa xong đưa nó. Nó còn suy nghĩ chuyện nãy anh em. Chưa ra nữa. Thôi nghe đỡ tai nghe Bluetooth đi nè. Không, tao vẫn thấy sai sai cái gì á mày ơi. Thôi mày, tụi mình tiếp tục quay clip anh em. Thằng này kêu nó suy nghĩ để quay mà nó cứ chạy xe đạp vòng vòng hoài à. Thôi kệ, nó biết để xe vô. Rồi bạn ý tưởng quay clip cũng được. Rồi bây giờ tụi mình gọi bạn ý tưởng quay clip đi két. Lúc làm thì đi vòng vòng, lúc bỏ xe đi luôn anh em. Dạ, suy nghĩ ý tưởng. Ủa nó không bàn rồi sao ra ý? Nó không chịu bàn ý tưởng mà nó đi luôn anh em. Tao có ý tưởng rồi. Mới ý tưởng mới đây luôn. Không lo suy nghĩ ý tưởng làm clip cho anh em xem. Mà cứ lo đạp xe đạp hưởng thụ. Bây giờ tụi mình sẽ... Thôi bây giờ tụi mình quyên đám tụi mình đi đạp xe đạp đi. Khỏi suy nghĩ ý tưởng. Ừ, tụi bay chọn đúng hướng á. Chứ suy nghĩ làm cái gì? Làm hoài. Đi hưởng thụ chung nhau đi. Khỏi, là khỏi làm. Đi. Để anh tôi đập trước rồi tới tôi với Ngọc Anh em. Ủa mày quay vậy mày không chạy hả? Không, tao quay cảnh mày chạy cũng có clip cho anh em xem rồi gì đó. Mày thì cười hả con? Đi được không vậy? Mày làm miếng hả mày? Hưởng thụ xong rồi về thôi anh em. Cho anh tôi vui quá anh em. Theo có luật á, mày làm hư cái gì mày phải đợi tao cái mới.
Tại với mày tròn nó có ác không Lê TV? Không cho mát đâu, lạnh lặn hết mà có gì đâu, đúng không? Khỏe không? Ừ. Sao không đúng? Sao hết đâu, bây giờ đâu sợ. Nãy cứng cái đùi hề đau. Gì cứng? À là do cứng em máy quay nè. À đập mạnh hả? À? Chết. Mở không lên con bậy của tao luôn rồi. Chết rồi nè em. Thôi lỡ ơi, cổ đi thay người mày ơi. Cái luật là hư cái gì đền cái đó. Do mày làm hư xe đạp mày phải đền. Ủa có mày trong đó mà. Mày chủ mưu mà, tao lấy gì đền. Thôi kệ, cái luật mà nè, mua lại xe nó trước cái đã. 22.95, nhưng mà hiện tại bên em. Ơi, mày đợi đây nha. Nhưng mà chiếc này nó, mày nó thích chiếc này quá rồi nè. Bây giờ đợi nó mạo hiểm vô, chạy thử. Tôi đi bộ quay cảnh á, anh đưa chạy xe cho anh em coi nha anh em. Tôi quá ngầu luôn anh em. Tôi quay cảnh nó nữa. Thằng này chứ. Đợi đâu biết khi nào nó quay lại đây. Ê, đường đông quá. Cái xe này nó chạy sao em không? Mà cứt là em luôn anh em. Ê, gặp anh, gặp anh. Ủa? Tụi bay tắm ba đổ xăng xong tụi bay bỏ tao luôn à. Trời quá anh em. Đi bộ tới đây nãy giờ. Hôm nay lại tìm mấy cái xíu rồi. Nó chuyện sao? Đi tiếp đi. Nhìn rất ok luôn anh em. Xe này đằng sau chưa có biển số. Kẹt. Thao mày thử chạy nhanh hơn xíu rồi. Tao thấy có ai cứ đi theo hoài á mày. Chắc vượt độ á mày. Ở cái đường này có dừng lạ, tụi mình gặp vượt độ anh em. À đường lạ hay vượt độ lắm anh. Thôi mày chén chạy nhanh đi. Mình đang nghi thôi. Người đi đường á anh em. Ừ mày canh coi nó có phản ứng gì không. Ừ nó mà phản ứng gì vượt độ là muốt có liền anh em. Ừ tao liếc cho anh em coi luôn. Là vượt độ muốt có liền. Mình cho mình hỏi con xe này là con xe gì nhỉ, đẹp thế. Đây hả? À, 32 triệu anh. Đẹp nha. À. Mình cảm ơn nhá, mình đi đây. À. Rồi, đó thồn tưởng gì. Tụi mình bí tưởng quá không biết quay clip gì cho anh em xem á, tụi mình ngồi chơi game xíu anh em. Đứa nào để nó ở đây hả? Thì vậy có chuyện gì không? Lấy ra để tao để chìa khóa. Trời. Chỗ bự kia em để nó qua đây. Có chỗ mà em để nó mày để đất luôn. Tính này bộ láo riết quen mày. Cái máy này lâu lắm mình mới chơi anh em, quá trời trò chơi luôn nè. Thôi tao lấy nước uống cái. Mày ngồi chơi đi cậu anh. Còn mấy tao với mày giả bộ. Đập hư máy nó đi. Giả bộ? Này bố láo riết quen mày. Đập hư luôn đi. Đập hư luôn đi. Đập hư luôn đi giả bộ chi. Ừ. Vậy mày thật nha. Thôi giả bộ thôi. Ừ. Ngọc anh nó xuống kìa, giả bộ đập đi. Ê lấy TV. Nó đập hư cái máy điện tử của mày kìa. Vậy hùng hả mày. Nào để nó tùm lum mà. Hồi nãy mày đi thằng nào đập hư máy của tao. Ê nó. Vậy là hai tụi mày đúng không? Cái lực là hư là tôi phải đền lại. Tụi tao giả bộ thôi à. Giả bộ gì? Nãy mày kêu Ngọc Anh nó đạp hư nè. Cái giờ nó thấy nó hư rồi. Giả bộ gì nữa thiệt rồi. Mua đền lại thiệt cái mày. Mệt tụi mày quá. Giả mày đây. Mua rồi nhảy. Ok anh em. Để coi mở coi tụi nó phải mấy đợi mấy thầy coi anh em. Có tay cầm chơi game nè. Wow. Gắn hai này qua hai bên là được rồi đó anh em. Hai nó chắc chứng đường tập lý nặng luôn rồi anh em. Ê lấy TV giờ quay gì nữa. Thằng Ngọc Anh nó ngủ rồi. Ngọc Anh nó ngủ trên lầu rồi anh em. Hồi nãy gấp cái nón của nó té. Bây giờ tao sẽ lấy búa đập bể nón nó. Rồi nó phải hứng sao. Rồi tao đền nón lại cho nó cũng được. Nhà làm gì có búa mày. Để đi ra đường mượn. Trời người lạ sao mày mượn. Anh cho em mượn cái búa đi anh. Anh có cái búa không? Búa đập á. Ha ha anh em, trả thù nó được rồi anh em. Nó cứng quá anh em. Lần này mà chơi hết sức luôn anh em. Lại trả anh kia cái búa cái anh em. Anh ơi. Hư mày phải đòi cho người ta chứ. Mình mua búa nha anh em. Mình sẽ cầm búa này giả bộ gõ cho chủ quán cho dễ sợ chơi. Tính tiền em cái này á. Cái này lỗ quá thiệt hại quá anh em. Mình phải nghĩ cách cho nó lại mới được. À, suy nghĩ đi. Để tao dắt chân lên chén. What? Suy nghĩ. Nani? Cả rồi.
Thôi anh em uống nước suy nghĩ cái rồi quay tiếp. Rồi mấy tên đó. Ê, tao biết rồi, nó hay uống nước tủ lạnh nhà mày. Mày có nghĩ cái gì cho nó không? Nó hay uống tủ lạnh. Tủ lạnh nhà tôi gì có nước vậy? À, hôm nay có cái lượt là hư cái nào là mới mua lại cái đó đó anh em. Anh à? Uống nước đi rồi có ý này quay vui lắm. Ủa sao mày biết tao xuống uống nước hay vậy? Mày hay uống nước tủ lạnh là tao mà. Nghe nói mày uống nước nhiều nhất luôn á. Uống nước nhiều tốt có gì đâu. Nó bật sáng vậy ở đây hoạt động nè anh em. Rõ hai cái là nó sáng đèn ở đây nữa. Ủa bị sao mày? Bị sao vậy? Cái gì mà nghe tiếng sẹt sẹt ghê vậy? Thì nó hư rồi. Sao hư được? Tao làm gì đâu hư. Nè, mày hứng này nó có ra nước nữa đâu. Rõ nó có lên đèn cái đâu. Chết rồi giờ sao? Để tao coi nó mày hư gì không á chứ nó sẹt chỗ nó sẹt ghê mày. Trời, đừng đụng vô điện giật á. Ra. Mày uống nước nhiều quá đó. Rồi giờ sao? Thì cái lọt kẹo này hư cái gì phải mua cái đó chứ. Mày làm hư rồi. Mày đền lại có mấy chục triệu à. Thêm cái ly mấy chục ngàn nữa. Trời, miễn cho ai không à. Hút đi. Chứ mày còn ngồi đó làm. Xong rồi á mày, có thêm cái nữa rồi đó. Tiền phí vận chuyển hết 500 ngàn á. Tao còn có nhiêu đây để sống tới cuối tháng. Còn 500 hả? Ừ. Ôi, lên đèn rồi. Ôi, cái hết thư rồi mày ơi. Mày á, chật nhà quá. Có hai cái lượng, mày chuyển cái kia đi về luôn đi. Mày về mày xài đi. Mở không lên con 7 của tao luôn à. Chết rồi. Mua cho anh mình cái máy mới luôn nha anh em. Cái 8 luôn. Anh tôi cái 7 mà mua cho anh tôi cái 8 luôn anh em. Mình mua cho anh mình mới mới luôn em, 7.290.000. Máy này 10 triệu rồi mà nó giảm giá còn 7 triệu á. Nè, hơn đời luôn á. Wow, cảm ơn mày nha. Anh đẹp tốt đó. Anh đẹp tốt. Mẹ nó mừng quá đẹp. Rồi. Mở ra đi. Mày chơi tao hả? Giận rồi anh em, tại máy nó hư á. Mà mày còn cho nó nữa. Thôi mình quá đáng quá anh em. Để xíu mình xíu, mình kêu nó xuống. Đây máy mới nè, đúng nè anh em. Tháo tem luôn cho anh em coi nha. Nè, máy mới nè. Xé đường xanh. Tháo cái tem ra cho anh em xem luôn nè. Chưa bóc ra nè. Đó, mở ra nè. Tại nó mở ra nè, tao mình mở ra. Đó. Máy mới gọn gàng nha. Bây giờ mình bỏ vô, mình đưa nó. Kêu nó xuống. Két ơi. Dây. Nè, máy mới nè. Tính cho tao nổi cái gì? Nổi, không nổi, lại ngồi lại. Máy thiệt mà. Ở sao máy mới vậy? Trời mẹ. Chết. Mày nghe máy mới mày đập vậy rồi. Trời ơi. Ủa trời mày đâu? Máy mới thiệt hả? Nè, cuối họp nè. Thôi mà anh em, hôm nay thử thách mà. Mình chơi lớn luôn. Hư là mình phải mua cái mới chứ. Nên rồi, mình sẽ mua thêm một cái nữa. Wow. Rồi, mua rồi đó, bây giờ đưa nó nha. Bỏ cái hộp ra đi, chứ để nó không thấy nó đập nữa. Anh em. Anh em máy mới nha. Trắng móc không có dứt chạy xước luôn. Rõ ràng nha, tôi đưa mày máy mới đó. Mày đập nữa đi á là biến luôn á. Mày nói giọng điệu đó, tao cần của mày chắc. Không cần đâu, mày đừng lấy, dùng đi. Có là mày đập xạo. Ừ thì thôi, không quay gì hết. Mày nghĩ mày có tiền mày ngon hả? Không cần mày. Mày quay mà mày quăng vậy hả? Tao đập luôn chứ tao quăng gì. Trời, gì vậy? Trời. Mày làm gì vậy? Trời ơi, cái mày không xài, để tao xài chứ mày làm gì vậy? Mày biến mày nghĩ không?